Phong cảnh rất thơ mộng nha. Anh em tôi đang có mặt tại vườn cây của nhà thầy giáo Đệ. Chúng tôi đang có mặt tại nhà của thầy giáo Đệ, một trong những người đang sưu tầm và cũng lưu trữ rất nhiều những cây đẹp, đặc biệt là cây cúc độc lập, xì cúc lập, đặc biệt là cái mùa này nhưng mà hoa mẫu đơn vàng này, anh em xem đẹp quá. Và anh Đệ, cái tác phẩm này anh đặt là gì nhỉ? Cái ông đang ngồi đây này không? Ngọa long à? Nếu mà cắt xong này lại nảy sâu hơn đúng không? Nên làm đến là xong mới xuống là mới cắt lại được. Không 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 bao giờ chạy thì xây anh làm những cái chuẩn chạy. Đó đó. Thì đứa em tôi là bọn đẻ làm con thôi. Đúng rồi. Cháu, hàng cháu. À, làm cháu. Hàng cháu chứ làm sao mà cái hàng này rễ nó bệt như thế. À, Thúy là cúp châu Á, Thúy là cúp châu Á, còn đây là cúp thế giới. Đấy. Thì hôm nay chắc là Thúy lần đầu tiên sang nhà anh Đệ nhỉ? Ôi rồi, anh em Thảo mới biết nhau lắm rồi mà, nhờ lâu rồi mà sau. Đây là một tác phẩm si cúc độc lập. Quá đẹp, room lại gần đấy. Ngày em bên phía kia, nhà anh Đệ đây cuối làng, nhà em đảo làng đi đằng kia đường kia thì qua tàu sáng. Anh Đệ thì là trong những người rất là yêu cây, đặc biệt anh giao dịch rất nhiều những cái tác phẩm si. Đó, nên là anh cũng đang sở hữu một tác phẩm si mà nhận được rất nhiều giải. Đó. Si cúp độc lập nhé. Thì đến thì các anh cũng đang chiêm ngưỡng bên trong rồi. Con này bộ tên này là quá giá là thua cây này. Nó chỉ hơn chất già. Bộ lá hơn cây này. Con này chắc kỳ tới anh Đệ có thu bớt lại tàn không? Hay là thu bớt lại tàn. Răm nó sẽ anh Đệ. Cái xì anh cứ phải cái răm già anh lại phải giật vô chỗ ra răm tơ với thằng giật lại. Đúng rồi. Thì mình cứ để già zin nữa là vẫn bỏ. Bây giờ phải giật sâu xuống. Thì nó giật xuống nó cho nó ra cái răm mới sang năm mai lại giật tiếp nữa, cứ gọi là giật liên tục thì anh lại. Đây anh cứ hớt là cái răm nó vẫn còn nguyên ngọn. Ngọn quả cúc à. Nên không bị bỏ răm. Này, hỏi xem bao nhiêu tiền? Cái này đồng hỏi con này xem bao tiền này em này. Anh hỏi luôn việc gì? Đồng. Con này bao nhiêu tiền anh Đệ ơi? Cái ngọn này này. À nó là cây rồi, đúng rồi, cây quên gì nói. Đấy đi rồi khi nào được cứ hỏi. Tôi chung nó gọi vậy chứ em có tôi có dám gọi đâu. Đợi anh em. Cái đơn này này. Anh ơi, tác phẩm đơn vàng này giờ khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? 20 triệu anh ạ. Không, chủ vườn nói đi. Nó cũng tầm thế thôi. Nó cái tầm anh Đệ anh nó cũng đang ươm giá khoảng độ 20 nhá. Đơn vàng bây giờ nó cũng hiếm rồi. Tôi trả 17 triệu mà anh không bán thì chắc là 20 triệu tôi lấy chồng thôi. Rồi. Nói chung là thực ra là đến với nơi thì anh em biết là cái giá thì luôn luôn được người chủ vườn. Để cho đọc số điện thoại của anh Đệ cho anh em này. Anh Đệ đọc số điện thoại cái quên luôn số điện thoại rồi. 0945 072 171 nhá, thì mình cứ hay quen xin số điện thoại của chủ vườn vậy. Mục đích là cũng chỉ để cho anh em nào mà gần xa ta có dịp về cũng như là đến được Hậu Lộc rồi ta có thể alo trực tiếp cho anh Đệ nhá. Ở đây là chia sẻ tiếp với anh em thôi. Phẩm Thúy đơn mà sao lại không đến nhìn thấy đơn này không rừng rưng vậy nhỉ? Đơn thì xem từ nãy giờ rồi.
Biết cây đơn này có hình như không muốn ngó hay sao ấy. Anh đệ ơi, bao giờ là Thanh Hóa khai mạc vậy? Thanh Hóa chắc là xong chắc cuối tháng này. Thanh Hóa là đến 13 này là cho bằng nghệ nhân này. Thanh Hóa là bốc lịch rồi đấy, thấy bốc bến rồi đấy. Đầu xe à? Làm 13. Gọi công điện vừa với nhận. Chia sẻ với anh em những cái tác phẩm xanh cũng quá là già rồi. Nói chung là anh em nào mà thực sự quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho anh đệ nhé. Thì hôm nay Trung Bonsai Sài cũng chỉ chia sẻ một cái khía cạnh gần này đấy thôi. Đấy, cây cối thì nó không thể trưng được. Cũng có người này thích, có người kia không thích. Nhưng mà đa số là anh em yêu cây thì luôn chọn cho mình một cái gu nào đó. Đấy. Sắp đến Tết rồi thì cũng rất cần những tác phẩm đẹp, đặc biệt là những tác phẩm mà anh em cảm thấy là hợp với mình. Con này quá hay nha. Đó, một cái ông đang ngồi còn nó chạy rất là uyển chuyển. Dè yeah. Ngô đồng cũng chẳng biết là cây gì. Đấy anh đệ rồi đấy, mà anh cũng làm được tác phẩm núi này. Còn non bộ tôi chả biết mà tôi đi ở trên đấy vừa tiền ô tô con thuê lên đấy này. Vừa ở trên đấy ăn tiêu hết đúng 900. Nhưng mà anh làm sao không được trả lương? Đi đâu? Có lương chứ. Thuê thì Nga Sơn một ta được 2 ngày cơ mà. Ở đâu? Cái đợt Tinh Hóa đợt trước ấy, được 2 ngày mà. Đó, chơi đâu? Trong cái chuyện vừa đây cơ mà. Vừa đây khác. Trước à. Còn trực. Trước lồng lưu. Vừa giờ vừa đưa đi chơi. Hai ông lưu. Em thấy ở nhà tức là ngày là 1 triệu ngày đấy. 500. Thúy kiếm tiền à? Thúy kiếm tiền bên ngoài hơi ác đấy anh em ạ. Tác phẩm mà chữ ký của Đô La Trâm. Mẫu chậu. Chuyện là bình thường. Đây, đây là một chiếc cúp độc lập nhé, mà anh đệ chủ nhà vườn đưa đi rất nhiều cuộc triển lãm rồi, cũng được anh em đánh giá rất là cao. Thì đây là những tác phẩm mà nó biên hóa rồi, thì bác nào thực sự quan tâm nhé thì ta cứ alo trực tiếp cho anh đệ đi. Số điện thoại thì Trung Bonsai cũng đã cho ở trên rồi. Đẹp. Quay xung quanh cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Đó nha. Thì bác nào đang thực sự quan tâm đến những cây si cổ này đặt trong những cái khuôn viên biệt thự nào đó thì cứ alo trực tiếp cho đồng chí đệ đây. Đó. Con kia có vẻ lá đỏ nhờ. Chót. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng quá nhiều tác phẩm. Anh Đệ thì cứ hết tác phẩm này thì mai anh Đệ bắt tác phẩm khác về. Trong cái lúc rảnh rỗi cũng như là cái lúc tan tầm, anh cũng chọn cho mình một thú vui, nó là đam mê cây cảnh và sưu tầm những tác phẩm xanh si hoa để về phục vụ cho bản thân mình là chính. Thứ hai là anh em nào thích thì anh cũng thể có thể nhượng lại được. Thì anh em nào mà thực sự quan tâm thì cứ alo cho anh Đệ nhé. Số điện thoại thì trong bonsai cũng đã xin rồi, để cho anh em tiện quan tâm alo. Tiền rất nhiều nên nói thật cũng nhiều lắm, nhưng mà nhiều tiền nhưng mà giờ cũng bắt đầu hết, tức là giờ bắt đầu. Ông già nó chơi cũng có sứ không? Ông già nó cũng chơi cây đấy, sứ cái dây quý ra. Đưa sang không gian ngắm đi. Cứ nhà thờ, các nhà thờ xin hết. Bao nhiêu cái nhà thờ nào đâu chín tòa 4 cây. Tam tổng bốn cây. Ok nhé, chúng tôi cũng xin được dừng video đây. Hẹn anh em ở video sau. Xin thân ái chào tạm biệt anh em. Anh em chơi cây mà giờ hỏi biết nhà nhau không thì hơi bị nhọc. Nha anh em nha. Hôm nay cho Thúy đi tẩy lão với tẩy băng quang một tí. Chú đợt vừa rồi cũng bán.